người, đừng hiểu lầm nha mọi người, tại vì má chị em trong nhà với nhau á, sống chung với nhau 17, 18 năm rồi, cho nên là hay hù đập nhau vậy á, chứ đập thiệt. Ai chơi hù? Mê xỉu. Trời ơi, hay mê xỉu à. Mê xỉu nha. Đừng mê sản á, khổ. Vô thịt thiệt má mới giật. Trời ơi, con mẹ ơi. Nó giật một cái thôi có cảm giác là má mốt tao đẻ con đéo được nữa luôn á mày. Tao cảm tưởng như là mày biết là nó giật mà nó bay, vừa bay cái lồn nó kéo theo nguyên cái bùn trứng của tao theo luôn không? Đau cái lồn. Tối giờ đó má bắt đi ngủ. Gọi xong. Không phốt mà má bắt đi ngủ. Gà quá. Thì đọc kẻ dán nhắn rồi đấy vô. Không. Vô đường vô, vô đường hâu. Không nhắn. Tao kênh gì cho nó ngầu á ba. Chứ mày nghĩ tao lát tao nhớ rồi. Để nhớ mẹ ơi. Phúc y nữa chứ. Mai đi ngủ giấc dậy đi. Giờ mà ngủ không? Nó đỡ phốt.